khác việc bị người yêu chia tay khi đang nhập ngũ. Trở về sau khi nhập ngũ, khác việc nhanh chóng cho ra mắt ca khúc mới có tựa đề Muốn Nói, phát hành độc quyền trên kênh. Sau bao nhiêu năm thì mới đây khác việc tiếp tục khẳng định sức hút khó cưỡng qua một ca khúc mới do chính anh sáng tác mang tựa đề Muốn Nói. Vẫn là thể loại ballad nhẹ nhàng, tình cảm, đúng sở trường. Bài hát nói lên được tâm tư giấu kín của chính người nghe. Muốn nói là nỗi lòng của chàng trai nhớ thương người mình yêu và không thể nói ra. Tất cả chỉ là những ký ức đẹp đẽ giữa hai người. Người con trai ấy dằn vặt, đau khổ, tự hỏi tại sao cuộc tình giữa hai người đường ai nấy đi như vậy. Nhớ lại những kỷ niệm rồi cuối cùng chợt nhận ra mọi thứ trước mắt chỉ là mơ. Tất cả đã trôi vào dĩ vãng. Chỉ có những ký ức về cô gái vẫn mãi ở trong lòng của chàng trai. Đây là sản phẩm mà Việt rất tâm đắc, mặc dù ấp ủ đã lâu nhưng mãi đến bây giờ mới có thể cho ra mắt. Đó là một cảm xúc bất chợt tháng qua. Lúc ấy Việt vừa chia tay người yêu, đi ăn uống hay đi chơi, nhìn những người bạn, hạnh phúc bên vợ, bạn gái, bản thân cũng thấy hơi chạnh lòng. Mặc dù cũng có nhiều cô gái muốn tiến tới với mình, họ rất tốt tính, nhưng khi ấy mình chưa thể nguôi ngoai về mối tình trước, và lại cũng không thấy có sự đồng cảm hay hòa hợp tính cách với ai nên đành xin lỗi và từ từ chờ duyên tới, khác việc tâm sự. Sau thành công của chương trình Sao Nhập Ngũ, khác việc được rất nhiều khán giả mến mộ, không chỉ sáng tác hay, hát hay mà còn thể hiện bản lĩnh, tinh thần thép vượt qua những thử thách khó khăn trong 7 ngày nhập ngũ. Trở lại với Muốn Nói, khác việc rất tin tưởng và muốn đứa con tinh thần của mình được nâng niu và chiều chuộng. Chính vì vậy, nam ca sĩ đã phát hành độc quyền trên mạng xã hội Ken vào ngày 5 tháng 9 vừa qua. Mạng xã hội Ken âm nhạc và phim ảnh, nơi kết nối các bạn trẻ cùng nghe nhạc, xem phim mà không lo tốn data 3G, 4G, không cần wifi. Rộ tin Song Hye Kyo và Song Joong Ki chụp ảnh cưới tại San Francisco. Cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki được cho là đã lựa chọn thành phố Cầu Cổng Vàng làm địa điểm để thực hiện album ảnh cưới. Sau khi tới Los Angeles, Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã di chuyển đến San Francisco. Có nguồn tin cho biết cặp đôi hậu duệ của mặt trời sẽ tiến hành chụp ảnh cưới tại đây. Hiện tại, Song Joong Ki và vị hôn thê đang lưu lại ở một khách sạn hạng sang của thành phố Cầu Cổng Vàng. Được biết, hai ngôi sao này đi cùng với một số người bạn thân, các chuyên gia làm tóc, trang điểm, nhân viên và nhiếp ảnh gia Giang Hong Ji-un, người từng chụp ảnh cưới cho nhiều cặp đôi nổi tiếng như Park Ye-sun, Park Soo-jin, Lee Hyori, Lee Sang-sun. San Francisco là một địa điểm đặc biệt đối với Song Joong Ki và Song Hye Kyo. Vào hồi năm ngoái, Song Hye Kyo đã chia sẻ một số hình ảnh đẹp ở thành phố khi cô sang xứ cờ hoa du lịch, và thời điểm đó Song Joong Ki bị đồn là người đi cùng cô trong kỳ nghỉ này. Vào ngày 3 tháng 9 vừa qua, Song Joong Ki và Song Hye Kyo bắt chuyến bay từ Hàn Quốc tới Los Angeles, Mỹ. Trên mạng xuất hiện thông tin hai người sang Mỹ để chụp ảnh cưới. Trong khi đó, phía công ty quản lý của Song Ki và Song Hye Kyo cho biết đây là lịch trình cá nhân của hai ngôi sao. Người hâm mộ đang rất nóng lòng chờ đợi tới ngày Song Hye Kyo lên xe hoa với Song Joong Ki. Hôn lễ của đôi trai tài gái sắc này sẽ được cử hành tại khách sạn Sula vào ngày 31 tháng 10 tới. Cho đến thời điểm này, các thông tin chi tiết về đám cưới vẫn chưa được hai ngôi sao tiết lộ. Harry Won tiễn diễn viên đám cùng, vừa nhìn xuống các xe ai cũng choáng. Khét tiếng tiết kiệm nên Harry Won tính toán rất kỹ mỗi khi chi tiền. Như thế này liệu ai có muốn đóng phim với cô nàng không? Mới đây trên trang cá nhân và fanpage của mình, Harry Won đã đăng tải thông tin tuyển một số diễn viên cho dự án nghệ thuật sắp bấm máy của cô. Thông tin yêu cầu khá rõ ràng là nam, nữ, độ tuổi từ 18 đến 28, có ngoại hình và diễn xuất tốt, tham gia diễn trong một khoảng thời gian nửa tháng. Điều khiến mọi người tò mò hơn cả chính là thù lao của diễn viên mà người đẹp Hàn Quốc đưa ra. Hẳn ai cũng biết Harry Won là người biết tiết kiệm và cân đối chi tiêu. Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng mỗi lần ra ngoài thường chỉ mang theo 200 ngàn để dùng vào những việc thiết yếu, mua sắm gì cũng phải cân đo khá kỹ lưỡng. Chính vì thế mà rất nhiều lần cô đã bị quản lý cũng như Trấn Thành để lộ chuyện không mang theo tiền, phải xài của người khác.
Sau khi cưới, Harry quên là tay hòm chìa khóa, mỗi ngày cho chồng 2 triệu để chi tiêu. Xem ra chuyện tiết kiệm lúc nào cũng được Harry quên, ý thức rất rõ ràng và thực hiện quy củ. Ấy vậy mà, lần này nữ ca sĩ đã chi ra 5 triệu đồng để trao giải cho diễn viên trúng tuyển, để diễn cùng cô. Ngoài ra còn các giải thưởng khác nữa mà Harry quên chưa công bố. Ngoài quý mến Harry quên, thì với số tiền 5 triệu quay trong nửa tháng thì hẳn rất nhiều người sẽ đăng ký tham gia ngay lập tức. Thời gian gần đây cô rất bận bịu chạy show. Bên cạnh đó cô vẫn dành thời gian nghỉ ngơi đi du lịch. Trước Harry quên, Sơn Tùng cũng từng tuyển diễn viên quần chúng. Thời gian quay từ sáng đến chiều thì một người sẽ được Sơn Tùng trả 200.000. Cũng tương tự, không mời những gương mặt nổi tiếng mà Bích Phương cũng tuyển diễn viên là các gương mặt mới. Thù lao mà cô đưa ra là 300.000, quay từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Cuộc sống hiện tại của diễn viên có bộ ảnh Trần Như Nhộng bên Thiền Sư gây sốt 4 năm trước. Mới đó mà đã 4 năm trôi qua, cô gái bồng bột ngày nào giờ đã thay đổi và còn đăng quang Á hậu sắc đẹp nữa rồi. Năm 2014, Thái Nhã Vân gây sốc với bộ ảnh Thác Nu Để Thiền, gồm 12 bức ảnh nu, với sự kết hợp giữa thiền sư và hình ảnh nu 100% của cô. Hình ảnh rõ mồn một cô gái trong tình trạng Trần Như Nhộng đang uốn éo tìm cách dụ dỗ thầy chùa đang ngồi thiền gây xôn xao trong một thời gian khá dài. Ai cũng nghĩ đây chính là bước đệm để Thái Nhã Vân vào showbiz. Nhưng không, giữa tâm bão, Thái Nhã Vân quyết định rời khỏi Việt Nam sang Na Uy sinh sống. Tháng 7 năm 2016, Thái Nhã Vân khoe hình ảnh đăng quang Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu tổ chức tại Mỹ, nhưng cũng không gây được nhiều sự chú ý. Hiện tại, cô thường xuyên đi du lịch, thỉnh thoảng tham gia sự kiện và vẫn chụp hình bộ ảnh rất gợi cảm. Thái Nhã Vân vẫn thích chụp những bộ ảnh sexy. Phải công nhận body của cô nàng rất nụt nà. Người đẹp thường xuyên đi du lịch. Những tưởng cô sẽ dấn thân vào showbiz, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Cuộc sống của cô hiện tại khá an nhàn và vui vẻ. Ngoài những bộ ảnh sexy thì có lúc cô rất kín đáo, đẹp nền nã bên tà áo dài. Vẫn như trước kia, phòng một của cô lúc nào cũng thu hút được sự chú ý nhất. Phi Thanh Vân tiết lộ để lại 20 tỷ cho con trai và từ chối 3 người đàn ông theo đuổi. Những con số này một lần nữa khiến công chúng phải có cái nhìn khác về nữ hoàng giao kéo. Tối qua, Phi Thanh Vân xuất hiện tại một sự kiện với chiếc đầm ôm khoe đường cong cơ thể. Sau khi hoàn thành ca đại phẫu thuật, nhan sắc và thân hình của nữ diễn viên cũng trở nên gợi cảm hơn.
Sau khi ly hôn, Phi Thanh Vân dành nhiều thời gian để chăm sóc con trai và chăm chỉ làm việc. Nữ diễn viên tiết lộ cô miệt mài kinh doanh và số tài sản dành cho con trai hiện nay đã lên đến 20 tỷ. Tuy nhiên, Phi Thanh Vân cho rằng đó là con số quá ít. Cô sẽ phải kiếm thêm tiền để lo cho tương lai của con một cách tốt nhất. Trước đây, Phi Thanh Vân chia sẻ đã từng có đến 20 người đàn ông thành đạt, đẹp trai trên toàn quốc, theo đuổi nhưng đến nay con số đó đã lên đến khoảng 30 người. Lý do Phi Thanh Vân từ chối là vì bản thân không cần một người đàn ông giàu có về vật chất bởi cô đủ điều kiện để chăm lo cho mình và con. Khi nhắc đến chuyện sẽ giải nghệ, Phi Thanh Vân lập tức phản pháo, nữ diễn viên chưa bao giờ khẳng định mình sẽ không hoạt động nghệ thuật, vì thế mọi người đừng vội chỉ trích cô, chiêu trò hay đánh bóng tên tuổi.